Đây là những dòng xin lỗi vừa được đăng tải trên trang Facebook của chị Dương Ngọc Ánh, 39 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, sau khi xúc phạm thầy Hồ Văn Khánh, giáo viên môn địa lý trường trung học cơ sở Trần Huỳnh, thành phố Bạc Liêu. Cụ thể như sau. Trước tiên, tôi xin lỗi thầy Khánh vì quá nóng giận tôi đã đăng clip có những lời lẽ xúc phạm thầy. Tôi thực sự nhận lỗi, mong thầy thứ lỗi. Cho tôi xin lỗi cộng đồng mạng mấy ngày qua đã bức xúc và dạy cho tôi bài học sống ở đời. Xin cộng đồng mạng đừng chửi tôi nữa. Mặc dù vậy, ngay sau khi đăng tải, chị Dương Ngọc Ánh cũng đã xóa dòng trạng thái vì không chịu được áp lực từ dư luận. Trước đó, clip đăng tải đòi quần đã khiến dư luận bức xúc, đặc biệt với câu nói của vị phụ huynh này. Thầy đừng có nói là cái quần đó là cũ. Tôi nói thiệt với thầy, nếu mà thầy nói là cái đồ gớm ghê, thầy dịp bỏ. Chưa chắc gì cái bộ đồ thầy mặc ở trên người nó giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nha. Thầy đừng có nói kiểu đó nha. Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Thanh Tùng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Huỳnh cho biết chiều nay trường sẽ tổ chức họp phụ huynh và giáo viên toàn trường. Trường cũng mời đại diện chính quyền để chị Ngọc Ánh xin lỗi tập thể nhà trường và cá nhân thầy Khánh. Chúng ta đang có mặt tại vườn sầu riêng Duy Sáu đang chín rộ hơn 6 công của ông Lâm Văn Dầu ở huyện Chợ Lách, Bến Tre. Dù sắp đến kỳ thu hoạch, thế nhưng hiện tại ông Dầu lại đứng ngồi không yên bởi nghe nói giá chỉ bằng phân nửa so với mùa trước. Trong khi đã đổ rất nhiều tiền, đầy mũ phân bón và công xử lý cho cây ra trái nghịch vụ. Thì canh tác được 6.000 mét vuông á, sầu riêng đó, thì khoảng là 20 ngày nữa là thu hoạch đó. Nhưng mà giá giờ nghe nó 44 mấy gì đó, mà giá cho giá nó có lên chút nữa thì cho đỡ, ăn Tết cho vui vẻ hơn thôi. Chị có khoảng 5 mấy vừa trồng sầu riêng á. Năm nay giá thì không được như năm rồi, giá 48. Nghe nói là do Trung Quốc nó đóng cửa khẩu á, nó không cho qua cho nên giá nó bị tụt. Hiện tại, người dân hai huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang xử lý cho ra trái vụ nghịch với khoảng 30.000 tấn trái. Phần lớn kênh tiêu thụ là từ phía Trung Quốc. Theo một số thương lái cho biết, sở dĩ giá sầu riêng xuống thấp là do phía đối tác bên nước bạn đánh thuế cao quá, thương lái không xuất hàng qua được nên gây ra cảnh thừa hàng dồi chợ. Hình ảnh từ đoạn clip do một người dân đi đường ghi lại cho thấy xe của lực lượng chức năng liên tục bấm còi bám theo chiếc xe tải để yêu cầu dừng lại. Tuy vậy, tài xế xe tải vẫn ngoan cố bỏ chạy, chống đối người thi hành công vụ. Cứ mỗi lần chuyển hướng, xe tải lại lao đi với tốc độ cao, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện trên đường. Gần cuối clip, xe này đột ngột rẽ vào ngõ và tiếp tục bị một chiếc xe cảnh sát truy đuổi đến cùng. Mặc dù đoạn clip không cho thấy rõ hồi kết của cuộc truy đuổi gây cấn này, nhưng hành xử của tài xế nhanh chóng bị nhiều người chỉ trích dữ dội. Vụ việc được cho là xảy ra ở Quảng Trị. Chiều qua ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Linh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Linh đã khai nhận sử dụng mạng xã hội để kết bạn và làm quen. Tự giới thiệu bản thân đang công tác trong lực lượng công an nhằm tạo lòng tin đối với các bị hại. Sau đó dùng điện thoại chụp ảnh, quay video clip nhạy cảm để đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Tổng cộng đã có 5 người bị hại với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Đây chỉ là một trong những đối tượng điển hình cho vấn nạn trẻ em gái, phụ nữ bị các đối tượng xấu lừa tình, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Chưa kể những vụ việc trẻ em gái biết yêu sớm rồi quan hệ tình dục sớm. Như trường hợp của cháu NT 14 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị đối tượng Trần Minh Phương 22 tuổi dụ dỗ quan hệ tình dục. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận quen biết với TN qua mạng xã hội và cả hai nảy sinh tình cảm. Sau đó Phương thường xuyên đến nhà chở em N đi chơi và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục. Đến thời điểm ấy, em TN chỉ mới 13 tuổi, 8 tháng. Theo thống kê, trong 1.000 vụ xâm hại tình dục, số trẻ em gái ở độ tuổi 12 đến 15 chiếm tới 57,46%. Số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại chiếm tới 13,2%. Và thậm chí là 1 tuổi cũng có thể trở thành nạn nhân của những vụ xâm hại. Cái vấn đề này thì nó ảnh hưởng đến những cái trang mạng, những cái điện thoại thông minh thời hiện đại đó. Rồi khi mà những đứa trẻ này nó tới trường thì ở trong trường thì ok, mà về nhà thì cũng ok, rất là ngoan hiền. Nhưng khi nó ra khỏi nhà hoặc ra khỏi trường rồi rất là đáng sợ luôn. Theo nghĩ là vừa là cái nhân phẩm con người, hai nữa là cái tương lai đánh mất luôn. Theo những số liệu điều tra, có khoảng 20% học sinh trung học phổ thông đã từng trải nghiệm bị quấy rối tình dục học đường. Nhưng 80% trong số đó xác định rằng đó chỉ là hành vi tán tỉnh hoặc chọc quẹo.
cũng có khoảng 25% học sinh báo cáo mình đã từng bị bắt nạt, quấy rối qua email, điện thoại, gửi ảnh chế sexy, liên tục nhắn tin hẹn hò, dọa dẫm, sẽ phá hủy mối quan hệ với người yêu. Đáng chú ý, vì nhiều lý do, không ít vụ việc chưa được giải quyết triệt để và dần rơi vào quên lãng. Điều này khiến các gia đình có con nhỏ, đặc biệt là các bé gái, luôn trong tình trạng bất an, lo lắng con mình có thể trở thành nạn nhân của các yêu râu xanh. Trong cái vấn đề mà xâm hại, tức là nói thẳng ra là xâm hại trẻ em, đó thì chúng ta thấy rằng vấn đề về chứng cứ. Chứng cứ rất là quan trọng. Trong vòng 24 giờ chúng ta phải lưu giữ chứng cứ. Thì ở đây nhiều khi các em không biết, các em về tắm, các em về rửa. Cái thứ hai là cái chứng cứ để mà mình về, mình ghép một cái người bị cáo, bị can về cái hiếp dâm trẻ em rất là khó. Cho dù xâm hại hoặc là các em bị xâm hại là cũng ảnh hưởng. Thứ nhất là cha mẹ quản lý các em là chưa tốt. Thứ hai, chúng tôi nói mấy lần trước rồi làm sao. Thứ hai là vấn đề môi trường mạng. Đó là chúng ta phải nhìn nhận lại, là chúng ta phải quản lý như thế nào cho tốt. Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các em biết rằng cơ thể các em luôn luôn là của các em, và các em phải sống như thế nào cho tốt, và phải tuyên truyền cho các em biết cái quyền của các em. Đằng sau những câu chuyện về quan hệ tình dục với trẻ không chỉ là những bản án trước mắt cho kẻ phạm tội, mà còn là những hậu quả lâu dài cho những nạn nhân. Đau lòng nhất là mỗi năm có hàng ngàn trường hợp nạo phá thai để giải quyết hậu quả. Và có không ít trẻ em gái lâm vào bế tắc, trầm cảm, thậm chí là tự tử vì bị áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội. Vậy phụ huynh chúng ta cần nên làm gì để giúp các em thoát khỏi tình cảnh này? Đối với bậc cha mẹ thì chúng ta nên sâu sát, đó chúng ta nên gần gũi, đó chúng ta nên tâm sự với con nhiều hơn. Thứ hai, khi con mình bị xâm hại thì mình phải về mình gần gũi, mình nói, ủa sao mấy bữa thì vui vẻ, hôm nay ngồi chung rúc ở trong góc phòng mà tự nhiên thấy một người nam đi ngang qua nhà là rất là sợ, đúng không? Có thể là ám ảnh, thành ra mình phải hỏi khi con mình đã bị xâm hại rồi. Thì các phụ huynh nên gần gũi, thương yêu hơn. Tức là ngày xưa mình thương một, bây giờ khi em đã bị xâm hại mình thương yêu 10. Và những cái buổi thứ bảy, chủ nhật và những khi con nghỉ học, mình nên đưa đến những khu vui chơi giải trí và coi không được vĩnh viễn, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Giáo dục trẻ, quan tâm trẻ luôn là trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Cha mẹ cần nên quan tâm, ân cần đối với các em, thay vì trách mắng, khiến các em mặc cảm. Nhà trường cũng cần tăng cường các nội dung hướng dẫn kỹ năng kiến thức về giáo dục giới tính, để các em có sẵn hành trang vững vàng, bước vào đời mà không bị vấp ngã. Theo hình ảnh từ đoạn clip, chiếc ô tô tải nằm dựa vào thành hồ thủy điện Long Tạo ở Điện Biên. Phần đầu xe gần như rụng ra, toàn bộ thân xe bị biến dạng, các bộ phận rời rạc, không còn gắn kết. Xe tải nằm trong trạng thái đầu chúc xuống, thùng xe dừng đứng. Hiện chưa rõ thương vong và nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng từ hình ảnh chiếc xe, nhiều người lo ngại cho số phận của tài xế. Xe ta bon bon trên đường làng, và ta chở cả công làng, dù cho đường công, đường vòng nào có xa chi. Hey, chắc quý vị và các bạn sau khi xem những hình ảnh này sẽ không khỏi nhìn được cười đúng không ạ? Sự việc này vừa xảy ra tại làng Gia Hội thuộc thôn Gia Cát Tây, xã Quế Phong. Nguyên nhân xuất phát là do kèo chất quá cao nên khi đi qua cổng làng chiếc xe bị vướng. Tuy nhiên, tài xế không hề hay biết nên đã điều khiển xe tiếp tục lưu thông qua, khiến cổng làng gãy và nằm choảnh chệ trên xe như thế này. Theo trình bày của khổ chủ là anh Võ Văn Đô, trú ấp Cà Tum B, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, thì do tiền thu mua tôm hàng ngày rất lớn, nên tối trước khi ngủ, vợ anh thường cho tiền cẩn thận vào túi sách rồi đặt dưới nền gạch cạnh giường ngủ và khóa cửa phòng cẩn thận. Đến sáng hôm qua, khi thức dậy, hai vợ chồng không còn thấy túi sách đựng tiền. Anh Đô cho biết, tài sản bị mất gồm 770 triệu đồng tiền mặt và hai chiếc nhẫn hộp xoàng trị giá 320 triệu đồng. Theo kết quả điều tra bước đầu, tên trộm lợi dụng lúc trời tối, dùng kìm cắt lưới rào B40 rồi đột nhập nhà sau, cậy cửa sổ nhà vệ sinh và vào phòng ngủ của anh Đô lấy tài sản. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng trộm. Chúng ta đang có mặt trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Lúc này có rất đông người tập trung tại đây để mua vé. Tuy nhiên họ không phải mua vé từ liên đoàn mà là từ những cò vé xung quanh. AV thì giá nó vẫn thế. Cửa 6 là 4 triệu rưỡi, 3 cửa đẹp là 6 triệu. Hoạt động mua bán vé chợ đen cũng được diễn ra sôi động trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hàng chục cò vé luôn túc trực với một sấp vé trên tay. Vé bao nhiêu ấy? 6 AV như nhau. Vé đẹp thì không nói gì, AV mà cửa 1, cửa 2 thì nó đến 4,5, 4,8. Tuy nhiên hiện đã xuất hiện dấu hiệu cơ số vé đã hạ nhiệt. Người mua không còn háo hức sẵn sàng móc ví như mấy ngày trước,
Điều này khiến cho nhiều dân phe ôm vé số lượng lớn hiện đang lo sốt vó. Nếu không đẩy vé nhanh trong ngày còn lại thì nguy cơ ế ẩm sẽ rất cao. Người tiêu dùng chỉ cần truy cập vào các ứng dụng như Zalo hoặc Facebook trên điện thoại là đã có thể kiểm tra toàn bộ thông tin về trang trại nuôi hoặc hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kiểm tra thú y hay kinh doanh thịt lợn. Để triển khai chương trình này, tỉnh An Giang đã khai trương và phát triển 3 điểm bán, cửa hàng có truy xuất nguồn gốc thịt heo để phục vụ người dân thành phố Long Xuyên tại 2 chợ và 1 siêu thị. Nhiều cửa hàng sau khi triển khai truy xuất nguồn gốc thịt heo thì sản lượng thịt bán ra tăng mạnh so với trước khi triển khai truy xuất. Dự kiến đến hết năm 2019, An Giang phát triển thêm từ 6 đến 8 cửa hàng kinh doanh thịt heo trên địa bàn tỉnh có truy xuất nguồn gốc, ưu tiên tập trung tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Chuyện giá chuối giảm đã xảy ra từ những năm trước, tuy nhiên không giảm đến mức bi đát như bây giờ. Giá chuối liên tục giảm và đến nay chỉ còn 2.000 đồng mỗi nải kể từ đầu tháng 5 năm 2018. Với mức giá này, người trồng chuối bán 100 nải thì thu nhập chỉ mới được 200.000 đồng. Nếu trừ chi phí chăm sóc, thuê nhân công thu hoạch, vận chuyển thì bà con không còn lãi, thậm chí là lỗ. Sở dĩ giá chuối giảm mạnh vào thời điểm này vì chuối ở các tỉnh khác cũng đang vào thời kỳ thu hoạch. Thêm vào đó, chuối U Minh Thượng bị ảnh hưởng của mưa bão nên chất lượng và độ đẹp không bằng các nơi khác. Chuối sim hiện là sản phẩm góp phần đáng kể trong xóa nghèo ở địa phương. Thế nhưng, với việc chuối sim liên tục rớt giá, nông dân ở đây không khỏi lo lắng.